Vâng, xin chào các bạn. Hiện tại tôi đang ở trong một bãi xe và tôi đang gặp một con Hyundai Avante đời 2011. Con xe này hiện tại là để trong bãi cũng khá là lâu rồi, có thể là một tháng. Nhưng mà bây giờ là xe lại không đề được. Một số anh em có tới đây và sử dụng máy test thì kêu là lại không kết nối được với xe này. Tôi cũng không hiểu nguyên nhân tại sao, vì hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn để kiểm tra thử con xe này. Đây, chúng ta hãy cùng qua bên tiến hành kiểm tra. Và bây giờ tôi sẽ dùng thiết bị chuyên hãng Hyundai GDS để kết nối với xe này. Như thường lệ thì chúng ta sẽ một đầu kết nối vào jack truyền đón USB 2 trên xe. Tôi đã kết nối rồi. Và một đầu còn lại chúng ta sẽ kết nối vào jack USB trên máy tính. Hành nhấn nguồn cho bộ GDS này của ta lên. Ok, đèn nguồn đã sáng. Ta sẽ mở phần mềm. Một số anh em nói tại sao cái phần mềm GDS của chúng ta thì lại không có dòng xe Avante. Tôi cũng sẽ xin giải thích cho các bạn. Đó là đây. Các bạn hãy quay lại màn hình điện thoại của tôi này. Đây, theo như thông tin tôi tra cứu thì là Hyundai Avante ở thị trường Việt Nam thì nó có tên gọi khác là Hyundai Elantra. Nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm mà sử dụng Hyundai Elantra để test dòng xe này bình thường. Ok, tôi sẽ chọn xe. Rồi tôi sẽ tiến hành chọn dòng xe này. Tôi sẽ chọn là Hyundai Elantra đời 2011. Dung tích của động cơ sẽ là 2.0 máy xăng. Tôi sẽ vào test hộp động cơ trước. Okay. Hệ thống yêu cầu chúng ta nhập số. Tôi sẽ nhập số VIN của xe này. RL này. Tôi sẽ tiến hành đọc lỗi thử như thế nào. Số anh em kêu là anh em đã sử dụng máy Gken 2 và cả máy Maxxis Autel 906 vẫn không kết nối được trên dòng xe này. Thì hôm nay tôi sẽ sử dụng máy chuyên hãng để coi như thế nào, coi tình trạng có giống anh em hay không. Rồi. Mà báo chúng ta kiểm tra lại jack kết nối hoặc chìa khóa. Tôi đã kết nối rất kỹ và chìa khóa đã bật on. Một số anh em cũng đã gặp tình trạng này rồi nên tôi có thể tôi sẽ không kiểm tra lại thiết bị của tôi nữa. Tôi sẽ kiểm tra lại jack DLC trên xe này. Vậy là vừa rồi thiết bị chuyên hãng GDS của tôi cũng không thể kết nối được với con xe này. Bây giờ trước mắt tôi sẽ kiểm tra lại cái jack DLC trên xe. Anh em hãy cùng tôi kiểm tra nhé. Và ngày hôm nay tôi sẽ dùng thiết bị đo kiểm là PowerScan 100 để chúng ta có thể dễ dàng đo kiểm này. Đầu tiên thì tôi sẽ kết nối cái máy đo của chúng ta với cọc bình. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đo thử cái jack này như thế này. Để dễ dàng đo kiểm thì tôi sẽ tiến hành gỡ cái jack này trên xe ra để anh em có thể ra ngoài đo kiểm, nó sẽ dễ dàng hơn. Đây. Và đây là jack DLC của chúng ta. Tôi sẽ tiến hành đo thử. Như anh em biết thì những cái chân số 4, số 5 nó sẽ là mát. Tôi sẽ đo thử hai chân này trước. 1, 2, 3, 4, 5 này. Đây, 4, 5 chúng ta có mát đầy đủ. Chúng ta đo chân số 16. Vẫn có dương. Xe này của chúng ta xài đường truyền tín hiệu mạng Ken. Nên tôi sẽ đo thêm chân số 6 và chân số 14. Chân số 6 là chân Ken 2. Vâng. Ken lâu của chúng ta thế nào? Vâng. Hai cái chân này của chúng ta thì điện áp nó nằm khoảng Ken 2 thì nằm khoảng 2,7 đến 2,9 V, còn Ken low thì nó sẽ nằm khoảng 2,1 đến 2,3 V. Đó là dạng xung. Nhưng mà hiện tại tôi đo ở đây thì nó là mát rồi. Để tôi lắc jack như thế nào. Nó vẫn nhận 2, mấy V này, đấy.
Đây. Đây thì nó vẫn nhận là 0V. Tôi sẽ chuyển sang chế độ đo xung. Đây, xung của chúng ta đang bị nhiễu này. Vậy là tôi phải kiểm tra lại cái đường dây của hiệu mạng can này để xem coi nó đang bị chạm ở đâu, và tôi đang nghi nó bị chạm với mát. Đây thì bây giờ lại kênh 2 là 0V và kênh low lại có xung, có tín hiệu điện áp đây. Rồi. Các bạn hãy đợi một xíu để tôi tiến hành kiểm tra lại cái giắc này. Sau khi tiến hành kiểm tra và xem sơ đồ thì tôi kiểm tra giắc này đây này, thì tôi nhận thấy đằng sau đây nó có dấu hiệu bị chạm hai chân ken của chúng ta với mát. Tôi đã khắc phục nó rồi, bây giờ chúng ta sẽ đo kiểm lại để xem coi tín hiệu can của chúng ta như thế nào. Em mời bạn Di. Đây, hai chân mát của chúng ta vẫn có dương 16V, hai chân can này. Đây, kênh 2 và kênh low nó không còn bị chạm nữa. Tôi sẽ chuyển sang chế độ đo xung. Đây, chúng ta đã có xung can đây. Đây là xung can của chúng ta, kênh 2 và kênh low. Ok. Vậy là bây giờ chúng ta, tôi chưa chắc chắn hoàn toàn 100%, nhưng mà chúng ta sẽ kết nối lại với phần mềm GDS xem như thế nào. Và giờ tôi sẽ tiến hành kết nối lại với xe này. Vẫn là Elantra đời 2011, máy xăng 2.0 nè. Tôi sẽ vào đọc hộp động cơ. Tôi sẽ vào xem mã lỗi. Đây, chúng ta đã kết nối được với xe. Xe này chúng ta đang không có mã lỗi nào cả. Chúng ta đã kết nối được này. Tôi sẽ tiến hành đề máy thử xem như thế nào. Đề. Các bạn có nghe tiếng máy đề quay không ạ? Đề vẫn quay nhưng mà lại không nổ máy. Không có xuất hiện mã lỗi ở thời điểm hiện tại. Và nhưng mà video này của tôi cũng hôm nay tương đối dài rồi. Tôi xin kết thúc video ở đây và tôi sẽ hẹn các bạn kiểm tra lại cái tại sao chúng ta đề không nổ máy này ở video tiếp theo. Xin chào các bạn.